Bạn đây là con Tsunami SLM100 phiên bản test toàn tập một bạn thường tín. Con này thì bạn ấy mua lên cấu hình khá là ổn, khá là cao luôn. Con này thì ghi đông cong nhá. Đấy, ghi đông cong cuốn dây cuốn vân carbon. Con này thì bạn ấy thích dùng bánh ba đao nên mình thiết kế cho bạn lên quả bánh ba đao luôn. Con bánh này là bánh ba đao màu đen đùm bạc đạn này, rất là trớn luôn, lên cho khách hàng đùm bạc đạn. Con Tsunami thì nó có cái đẹp riêng của nó rồi. Thì phiên bản này bạn ấy là muốn mình lên cho bạn quả đồi đĩa trục rỗng của SKA Powerpoint. Dòng trục rỗng này đùi rất là đẹp luôn, rất là chất luôn, kết hợp xích hạt đậu. Đó. Thì cái con này là bánh sau bản cao 5 phân. Thì sẽ cần đổi xe hơn, yên thì vẫn giữa rồi. Một em xe đẹp như này thiệt hại đương nhiên là cũng không hề rẻ. Con này thì 11 củ hơn chút nhá. Đó, thì cái này là xe rất là đẹp. Đây là quay qua để trước khi cho khách hàng thì khách hàng xem. Các anh chị hoặc các bạn có nhu cầu ráp một con xe Figure như này thì liên hệ trực tiếp shop. Xin cảm ơn.